Sao? Định bỏ vợ ở nhà luôn hả? Biết sao giờ, không làm lấy tiền đâu nuôi vợ chú. Suy nghĩ kỹ chưa? Đi mấy tháng về nó theo thằng khác là tươi luôn. Thôi ba, ông xúi tôi làm đã, còn nói nữa. Thôi nó giỡn thôi ba. Người ta bồ bịch thì không nói, còn vợ chồng cứ hỏi đàng hoàng. Cũng là vậy bình thường à. Thôi tranh thủ đi sớm đi. Thôi xong đi. Đã đến lúc anh buông bàn tay ra để em đi theo những giấc mơ. Đã đến lúc hai ta chẳng là chi của nhau, xem như chưa biết nhau. Rồi thời gian đưa em qua những mỏi mệt để nhìn ngắm tương lai màu hồng. Còn anh thì lặng lẽ ngồi nơi này trông theo bóng em. Chúc em hạnh phúc, chúc em hạnh phúc, chúc em bình yên, chúc em bình yên. Qua ngày mai giờ sẽ có một ai đến bên em, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, nhẹ nhàng nhìn ngắm những nụ cười. Màn đêm sầm qua là khi anh nắng hồng sẽ còn đứng nhớ em từ một nơi xa xa. Em đi bên ai kia xin em chớ buồn, đi bên ai yêu em về miền đất mãi và xem tình yêu chỉ là giấc mơ của ngày hôm qua. Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều, mong em luôn xinh tươi nụ cười luôn thế và mong một mai nào đừng vỡ em đi gặp trăng như xin. Giờ sao ra mày? Dạ. Qua đây, qua đây. Thấy nó hay không? Có thật. Nhảy đi bà. Nhảy đi bà. Nhảy đi ông nội. Nhảy đi. Chân tao vậy sao tao nhảy? Hả? Thôi khỏi đi. Theo tao nè. Thằng này nó ngu lắm. Nó ngu. Đây có đường rộng nó không đi. Theo tao nè. Coi tao nè. Kéo tao mày quỷ. Nhẹ thôi. Uầy, 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 uầy. Lên xuống. Mấy em làm gì vậy? Qua đây đứng hết cho tôi coi. Tôi kêu em qua đây sao em qua? Em bị mắc kẹt rồi thầy ơi. Hai em vô kéo nó ra đi. Dạ. Ủa tao mày? Xíu mày đau. Khoan tay hết cho tôi coi. Tên gì? Thôi được rồi. Khỏi. Tôi nhìn bản tên tôi ghi được rồi. Khoa xin. Khoa xin. Bỏ qua coi. Cái gì? Rốt cuộc ai là Khoa Xin? Hey. Mấy em giỡn mặt với tôi đó hả? Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc em nào là Khoa Xin? Em. Mời Hồ Quân Hấp lên phòng giám thị gặp tôi. Mấy ông đi trước đi. Đi sao trốn nữa hả? Học sinh cái gì? Toàn lo bắt Pokemon không?
Hey, chào mày nè. Thôi, tôi không ăn đâu. Ừ, sao vậy? Không có gì. Chị Nam nhóm nha. Lúc này tôi bị thiếu kiến thức nhiều lắm. Bà chỉ tôi nha. Rồi tôi mua trà sữa bà uống. Thôi để bữa khác đi. Bữa nay tôi mệt quá. Yêu thương của em lâu nay anh thế nào, bao năm vắng em bên cạnh, anh có biết lo cho bản thân mình không, thì có còn thao thức mỗi khi đêm về. Dạ hả? Sao giờ bà mới gọi tôi? Tôi xin lỗi nha, tại chồng bận quá. Dạ ăn gì chưa? Tôi nhớ bà quá bà Khánh. Không có bà tôi ngủ không có được. Ừ, chồng cũng vậy nè. À, mà bữa nay bà nấu gì cho dạ ăn vậy? Đâu có, tôi đang ở nhà mình mà. Ừ, đã giao kèo là ở nhà ba vợ, tới khi nào chồng về mà. Mặc kệ, quen rồi. Nhưng mà tôi nhớ bà quá bà Khánh ơi. Tôi sợ ở một mình lắm. Thôi, vợ quen nha, chồng thương. Thôi vợ đi ăn nha. Ba chồng. Ừ, ba vợ yêu. Còn đến nhớ em từ một nơi rất xa. Em đi bên ngày kia xin em chớ buồn. Đi bên anh yêu em về miền đất mãi và xem tình yêu chỉ là giấc mơ của ngày hôm qua. Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Mong em luôn xinh tươi nụ cười luôn thế và mong một mai nào đừng vắng. Ủa, ai đây ta? Sao nhìn thấy quen quen? Lặng lẽ ngồi nơi này trông theo bóng em. Chúc em hạnh phúc. Chúc em bình yên. Ông Trung Vũ. Hôm nay mà đặt cho Facebook Vũ chứ. Để cái avatar xuất quắc rồi. Đào bài nhờ online rồi con ơi. Màn đêm giờ nhớ chồng quá à. Giờ học bài rồi. Anh nắng hồng sẽ đến. Đi đi bên ngày kia xin em đừng nghĩ về anh. Bao yêu thương em bên ngày xóa thật nhanh. Vì anh giờ khác rồi. Chỉ còn đứng nhớ em từ một nơi xót xa. Em đi bên ngày kia xin em chớ buồn. Đi bên anh yêu em về miền đất mãi và xem tình yêu chỉ là giấc mơ của ngày hôm qua. Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Mong em luôn xinh tươi nụ cười luôn thế và mong một mai nào đừng ai cho những niềm vui. À Phương, hôm nay qua nhà chúng chơi được không? Không, hôm nay tôi bận công việc rồi. Thôi đi về trước nha. Bye. Ê, bye. Đi chơi đi. Vậy thôi, bữa khác nha. Đi thôi, tôi không đi được. Chồng đi rồi, mình phải đi chơi cho đã chứ. Làm gì buồn. Thôi, tôi không có đi đâu. Đợi chồng quá vậy. Thôi. Trời ơi, bà này mê chồng quá. Bye bye.
không. Ê, nhỏ lớp trưởng kìa mày, qua coi con nó có sao không? Kệ nó đi, nhỏ này á, nó chảnh lắm. Ủa tao cua nó, nó đéo chịu. Kệ đi. Ừ, đi. Ủa? Sao không chạy nữa? Giận tôi hả? Mệt dở quá. Nhà có xe không lấy, tự nhiên lấy xe này đi. Đạp nãy giờ, mệt chết được. Ai biểu hồi sáng mà vẽ tôi làm chi? Giận không? Tôi giận ngược lắm bây giờ á. Tôi đi luôn à? Ê, thôi mà. Xin lỗi mà, mệt dở quá. Lên xe đi. Tôi giận ông luôn bây giờ á. Ờ, lên xe đi mày hả? Đi ghét. Tôi giận gì cái bây giờ. Ủa Phương, em bị hư xe hả? Dạ. Để đó thầy coi cho. Xem đứt xe rồi. Dạ. Thôi, không sao đâu. Em lên xe đi. Thầy đẩy em về. Chứ ở đây cũng không có chỗ nào sửa xe đâu. Dạ. Thầy tâm tốt thật. Ai mà làm theo thầy chắc sướng lắm hả? Mấy anh coi thử cảnh này được không? Tôi thấy khung hình này đẹp nè, anh thấy sao? Đẹp đó. Cái khung này nè, mình quay bé lên ngay góc này nè. Nó mà chưa nổi tiếng, ba mình nổi khùng rồi. Anh Khánh, anh chở em ra bến xe giùm được không? Ủa, sao vậy em? À, chào hai anh. Em trai của em đang gặp tai nạn á, giờ phải về Sài Gòn gấp. Ờ, à, em đợi anh xíu. À, anh bàn việc tiếp với David đi nha. Tôi đi đây. Ok. Dạ, em chào hai anh. Mình coi bối cảnh tiếp đi anh. Ok. Sao vậy? Giờ hết xe rồi, sáng mai mới có. Thôi, để anh chở em về thẳng Sài Gòn. Thôi, mất công anh lắm. Đi. Thôi, mất công lắm. Không sao đâu, anh em giúp đỡ nhau thôi mà. Khờ quá con nương, suy nghĩ gì vậy? Lên xe đi. Khuya lạnh lắm, coi chừng bị cảm đó. Ấm không?
Alo, thầy nghe nè. Thầy ơi, nhà em á, hình như là có ai đột nhập vô á thầy ơi. Em sợ quá thầy. Ừ, em cứ khóa cửa cẩn thận, thầy chạy qua liền. Dạ nha, thầy chạy qua. Sao đâu em, có thầy đây mà. Không sao, em đừng có lo nữa. Dạ. Nhưng... dạ. Dạ, dạ tại có mình thầy là biết nhà em, cho nên em làm phiền thầy. Con bé này, khách sáo hoài. Thầy chỉ giúp học sinh của mình thôi, chuyện bình thường thôi mà. Dạ, em cảm ơn thầy. À, không sao rồi, thầy về nha. Thầy ơi. Thầy ở lại với em. Em sợ quá thầy ơi. Em sợ quá bà thầy. À. Dạ thầy vô nhà đi thầy. Chúc em hạnh phúc. Chúc em bình an. Ngoài mai thì sẽ có một ai đến bên em. Hãy nhận đứa tay của bạn bè kia. Yeah.